Nhắc đến âm nhạc Trịnh Công Sơn là phải nhắc tới giọng ca Khánh Ly và ngược lại. Từ những năm 1960, bà đã khởi nghiệp diễn bằng những sáng tác của nhạc sĩ họ Trịnh và gặt hái được không ít thành công. Thế nhưng, để tên tuổi được giữ vững như ngày hôm nay, thì người nghệ sĩ ấy đã phải thử thách suốt hơn 40 năm ở xứ người. Vâng, có thể nói thành công của và sự thủy chung của danh ca Khánh Ly với dòng nhạc Trịnh đã được đông đảo công chúng ở cả trong và ngoài nước đón nhận. Thế nhưng mà dù nay đã ở tuổi 75, bà vẫn là tên tuổi bị vướng phải nhiều tranh cãi, thậm chí là sự ném đá của dư luận khi có màn song ca kết hợp cùng với các nghệ sĩ trẻ. Trước đó là ca sĩ Chế Linh, Bằng Kiều và mới nhất là ca sĩ Tùng Dương. Trước thông tin bị ném đá về hát nhạc Trịnh cùng Tùng Dương và live show Người Về Bỗng Nhớ có thể sẽ là live show cuối cùng trong sự nghiệp ca hát, bà sẽ có những chia sẻ như thế nào? Phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với ca sĩ Khánh Ly ngay trước thềm đêm diễn sẽ được diễn ra vào tối nay tại Viện Trao đổi Văn hóa Pháp TP.HCM. Kính chào ca sĩ Khánh Ly. Được biết là trong đêm nhạc Người Về Bỗng Nhớ lần này thì một lần nữa giọng ca Khánh Ly sẽ lại thổn thức với những tình khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà có thể bật mí về những ca khúc cũng như là lần xuất hiện trở lại lần này không ạ? Người Về Bỗng Nhớ, trong cái đời sống của mình đó, nhiều khi có những cái mình phải quên. Nếu muốn sống bình yên thì có những cái phải quên. Nhưng mà thật ra đó không phải cái nào mình cũng muốn quên cả. Điều quan trọng nhất đó là mình có thể tìm lại được chính mình. Mà một cái lúc nào đó, đó mình bỏ quên hay là mình đánh mất mình đi, thì bây giờ trở về cũng có thể là cái dịp để mình tìm lại chính mình. Cũng mong là qua cái đêm nhạc này có thể tìm lại được một vài người bạn cũ. Nhưng mà có điều chắc chắn là đã có thêm rất nhiều bạn mới, mà đặc biệt là giới trẻ. Thật sự những thông tin đây sẽ là những đêm nhạc cuối cùng của giọng ca Khánh Ly tại Việt Nam đã khiến cho không ít người cảm thấy bùi ngùi. Vậy thực hư của câu chuyện này ra sao ạ? Nếu mà khán giả bùi ngùi một thì tôi bùi ngùi 10, là bởi vì không có một cái gì buồn cho bằng mình phải rời bỏ một cái gì mà mình yêu thích nhất. Đến một cái lúc mà không thể làm gì được nữa thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà nếu nó là đêm cuối cùng thì tôi không hy vọng như vậy. Tôi còn yêu cái cuộc sống này. Tôi còn yêu hát. Tôi còn yêu khán giả. Chắc là khán giả cũng có yêu tôi một chút. Những đứa trẻ mồ côi, những người bệnh tâm thần, có thể là họ không biết mình là ai cả. Nhưng trong sâu thẳm, trong cái tiềm thức của họ, có thể thỉnh thoảng họ lóe lên một cái hình ảnh, một cái kỷ niệm. Có một cái lúc đó có một cái bà nào đó không rõ mặt mày đến ngồi ăn với mình một tô hủ tiếu, ăn chung với mình. Những cái đó nó thôi thúc, nó dục bên cho mình trở về, cho mình đi thêm. Đi được bao nhiêu thì cứ đi. Khi nào mà Chúa bảo thôi ngưng đi, không đi nữa. Vậy là những thông tin như là đây sẽ là những cái đêm nhạc cuối cùng của danh ca Khánh Ly thì không phải là sự thật phải không ạ? Tôi mong như vậy. Rất mong là sẽ còn có dịp gặp lại. Dẫu rằng cũng có nhiều cái ý kiến, những người lớn tuổi chẳng hạn nên về đi, nên nghỉ đi, không nên hát nữa. Tại sao lại phải nghỉ? Thấy không? Nếu em hát, em ngồi ở dưới một cái bãi cỏ, ngồi đây cầu thang này, mà bây giờ ôm cái đàn hát, và chỉ cần một người nghe thôi, thì tại sao mình phải nghỉ? Dẫu rằng 75 không thể nói hay bằng 25 được, dĩ nhiên rồi, nhưng mà ai cấm mình hát? Đấy. Thực tế đâu có cấm người nào hát đâu. Và
cũng đâu có ai cấm mình mang lại cái niềm vui cho người khác, hoặc là mình trông chờ người khác cho mình cái niềm vui đó. Vâng, trở lại với đêm nhạc ngày 5 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Thật sự là khi mà Khánh Ly kết hợp với cả Tùng Dương trong những ca khúc nhạc Trịnh cũng đã làm nảy sinh không ít những cái ý kiến trái chiều, người ủng hộ, người phản đối. Bà muốn nói sao với những cái luồng ý kiến này ạ? Những người yêu Tùng Dương thì dĩ nhiên là họ không nghe mình, và họ chê nữa. Chê cũng ngộ lắm. Và thí dụ như những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn thì nói rằng Tùng Dương phá nhạc của Trịnh Công Sơn. Đâu có ai sống đời, sống già, sống mãi để mà hát. Phải có người này, phải có người kia. Như là một cái thành phố 40 năm trước khác, bây giờ khác. Như một cái cây ngày tôi đi, nó, cái cây nó còn tức hơn tôi. Bây giờ tôi vẫn thế mà cái cây thì nó đã quá cao rồi. Một người ca sĩ khi người ta còn hát được thì hai ba thế hệ hát chung với nhau, nó là một cái điều rất là đẹp. Tôi không thấy cái gì xấu hay là lầm lỗi ở cái chuyện mà Tùng Dương với Khánh Ly hát trong một chương trình. Không nên mạnh tay mà ném đá như vậy. Nếu ai cũng ném đá nhau như thế, ở một cái tư thế sẵn sàng như vậy, thì có lẽ đến một cái lúc nào đó chỉ còn đá chứ không còn người đâu. Mà họ quên một điều là ông Trịnh Công Sơn, ông nói là sỏi đá còn cần có nhau mà. Một lần nữa rất cảm ơn ca sĩ Khánh Ly đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.